Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh núi khỉ Vi Ba, cái bầy khỉ ở trên núi Vi Ba ở Vũng Tàu nha các bạn. Nãy có người cho mấy con khỉ ăn bắp, mấy bữa trước thì người ta cho ăn đậu, ăn lạc á, như lại ăn chuối, rồi có bữa cho ăn hồng, rồi hôm qua mình mới cho nó ăn snack. Đó là những cái video mà mình đã quay lên cho các bạn xem ha. Hôm nay có người đem mớ bắp lên cho mấy anh ăn, thấy ngộ ngộ là lạ cho nên quay cho mấy các bạn xem luôn ha. Đây có con khỉ mẹ đang ăn bắp nè, mà con khỉ mẹ này bây giờ nó đang có bầu nữa đó. Con của ảnh có chút xíu vậy đó, mà ảnh đã có bầu rồi đó các bạn. Con của ảnh cái đầu cái đứa con này chưa được 6 tháng tuổi nha, cái đầu nó còn đen thui à. Vậy mà đã mang bầu rồi. Mấy khỉ này ham vui quá các bạn ơi. Rồi thôi cứ để cho tụi nó ăn đi, mình quay cho các bạn xem nha, cho nó ăn cách tự nhiên thoải mái ha.